Trưng tiền ra nào. Sao của mày ít thế? Mày có im không đó? Đưa hết đây. Thằng kia, giữ nó lại để tao kiểm tra. Hết tất rồi, tao không còn thật mà. Mày cứ để anh em tao xem. Đây rồi, tao thấy rồi đi nào. Ông chủ, bán cho viên đá. Viên đó đắt tiền đấy, các chú không đủ tiền đâu. Xem ở bên này đi. Viên này được này. Mày để in tao chọn cho. Hai viên này được này. Lấy viên này đi chúng mày. Giờ mình sẽ bốc ra kiểm tra xem sao nhỉ các bạn. Nhìn bên ngoài cũng khá là được đấy. Ôi rồi ôi chúng mày ơi. Mày làm cái mẹ gì thế? Hả? Hét to thế. Thôi mày đừng khóc nữa. Được rồi, nín đi. Đi bán viên này tao cho mày thêm 50. Con mợ mày, có nín không?